Đây mở lên cho anh nghe. Đó, này là đâu là gặp này thấy không? Bát 50 nè. Đó. Đây đang gặp lên trên coi luôn à. Đó. Gặp lên nè. Rồi giờ em để em kết nối cái dây phía sau ấy nè. Này. Có dây kết nối nha, dây cà nòng đàng hoàng nha. Đó. Dày lắm. Kết nối vô đây cho anh nè. Đó. À, kết nối cái này thì anh mới nghe được hai la cái phần dàn la trên nha. À cái dàn la này nè, và kết nối dây đó mới nghe được dàn này nha. Đó rồi vậy mở nhạc thêm test nha, mở nhạc cắm USB test cho anh nè. Cái bên ù lỗ tai luôn đó, anh thấy sao con nè? Anh em đang nghe thì dĩ nhiên lên trên điện thoại anh chỉ thu được tầm 50% mà thiệt luôn á, tại phải thực tế á, thì anh nghe nó mới rõ được, chứ trên điện thoại có tai nghe được cũng tầm 50-60% hết cỡ à, nếu là điện thoại xịn luôn á nha. Đó dạ sao anh? Mít đó hả anh? Mít được anh, mít em quắt khá xa, ví dụ em đứng ở đây nè, đang đứng ở đây đúng không, cái xe hơi bên đó em bắt dẫn tới nha, dẫn tới luôn. Và đặc biệt đó, cái mạch này nó có cái anten bluetooth nữa thì nó bắt sóng bluetooth rất là xa luôn, bắt xa tới hơn 50 mét được đó. Hai cái anten đó nè, đây cái anten của nó thấy không, cắm nghiêm cái cây này vô trong đây nè, cái mạch nè, cái mạch này nó có cái cho gắn anten nè đó, anh ghim vô một cái là anh bắt sóng rồi tuốt rất là xa luôn. Đó này nó có ngàm nè, anh bẻ lên đó bắt sóng hơn 50 mét luôn, rất là tiện đó. Dạ sao anh? Anh nếu anh nói chuyện anh chắc anh tắt mẹ cái tai nghe đi, nó khá là nhỏ em nghe không rõ, nghe nhạc thì mình nghe nghe nói chuyện nó nghe nó nhỏ lắm. Dạ anh nói với anh. À cái nút bảo cái đồ bảo vệ nó điều chỉnh thấy hả, thì lấy mạch nó sẽ như vậy thôi. Còn cái này nè, trong đây nó có bài tản nhiệt nè, còn này cầu chì nè, còn mấy cái nút này thì nó như thế thôi, nó không có chỗ cái vậy, mấy này bảo vệ nè, mấy cái này miếng nhựa ngoài bảo vệ nè đó, em lấy ra cho em coi luôn nè, em lấy ra cho em coi luôn thấy không đó, mấy cái nút đó là mấy nút bảo vệ cho nó đó đó. Quá ok rồi. Đó em rút ra chân coi luôn á, mấy nút đó bảo vệ đó, cái nút đó thực sự nằm trong đó thì đúng rồi, lúc anh nhận hàng á anh kiểm tra hàng đầy đủ hết ok anh mới thanh toán, đó là chính sách bên em luôn, bây giờ anh yên tâm bên em bán là uy tín lắm, có sao nó vậy thôi. Rồi, nếu anh ok thì anh đặt, để em gửi anh cái số tài khoản anh đặt cọc ha. Được chưa? Miro hả anh? Đây 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 Miro đây. Một bộ luôn à. Đây Miro. Miro có đồ bọc hết đàng hoàng, có cái túi luôn cho anh luôn.
À, thấy không? Miro này, Miro hai màn hình luôn, đó, rất là chắc tay luôn. Dạ sao ạ? Dạ chốt đúng không anh? Rồi ok anh chốt thì để em gửi cho anh cái số tài khoản. Rồi anh Thanh anh được chuyển khoản là cọc giùm em nha. Rồi gửi em địa chỉ số điện thoại luôn nha. Cái số điện thoại này sẽ là số điện thoại bảo hành. Đó. À. Số điện thoại này sẽ là số điện thoại bảo hành của anh luôn á. Rồi ok thì em gửi số tài khoản qua cho anh đang cọc anh chuyển khoản là cọc giùm em nha. Rồi ok cảm ơn anh nha. Chào anh ạ. À. Rồi ok mọi người ơi, vậy là chốt một con là F400R đi Huế đó, Huế thưa anh nha mọi người. Rồi mọi người thích con la này á thì có thể để lại bình luận dưới hoặc là ới ơi trực tiếp cho Trọng nha. Mình là Trọng của điện máy 3 số 9 chuyên bán loa công suất lớn.